Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên buổi chiều của ngày 22 tháng 10 năm 2021 nha cả nhà nha. Thì nay trên làng rừng Phú Thái của em cũng có về một số ít làng rừng nha cả nhà nha. Hôm nay quản lý tiếp tục là quế trắng tháng 8 nha. Rồi kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Rồi hài, nói chung là hôm nay cũng ít hàng thì em cũng sẽ đi nhanh từng loại cho cả nhà mình khỏi chờ đợi lâu nha. Thì em cũng xin thông báo là nói chung là hôm nay là hầu như đã gửi hàng được hết các tỉnh nhân cả nhà nha, cũng ngoại trừ trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh thì em chưa ship được, và một số nơi thì tình hình dịch cũng đang phức tạp thì em chưa có gửi được nha. Còn đa nói chung là hôm nay là đa số là đã gửi được hết rồi nha. Tuy hàng có đi hơi chậm một tí nhưng mà hàng đã đi được rồi nha cả nhà nha, cả nhà nha. Rồi em cho anh số 1 nha. Một phần hải táo như thế này cả nhà này, đó, rất là nhiều, mấy chục cây cả nhà. Nói chung một phần hải táo tầm thế này thì mấy chục cây á. Giá 120 bao ship nha, hình số 1 nha. Hải táo nha. Rồi qua hình số 2. Thì số 2 em có đây, một ký này, dáng hương tam màu sắc nha cả nhà nha. Đó. Cây như thế này, nói chung là cũng có một số cây nó rất là đẹp nha. Một số cây thì nói chung là nó hơi nước như thế này nha. Đó, một ký. Nó tầm là tam màu sắc hoa vàng này, với lại hải yến nha cả nhà nha. Hải yến thì được có mấy cây xếp rất là đẹp luôn nha, xếp to rất đẹp luôn. Một cây này, đó, hai cây này hàng xếp rất đẹp nha, ba cây này, bốn cây này, đó, xếp rục như thế này nha, năm cây này và sáu cây, sáu cây hải yến xếp bên này với lại bắp tam màu sắc hoa vàng này, hai cái là một ký nha cả nhà nha. Tổng hai cái này là một ký, em để giá 130 ship nha. Hình số 2 nha, 130. Rồi qua hình số 3. Hình số 3 em có tam sắc hoa vàng, hàng giống nha, nói chung hàng xếp rục luôn nha cả nhà nha, hàng giống xếp rục như thế này nè. Đó, những cây nhỏ với hàng giống xếp rục rệt luôn nha, rất là đẹp luôn. Đó, xếp như quế tháng 8 nha cả nhà nha. Đó, hàng cây giống, cây bế tầm đó, đây này. Đó, hàng xếp rục như thế này hết nha. Đó, được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, có những cây rất đẹp đó nha. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cây nha. 21 cây tam màu sắc hàng xếp rục như thế này. Rồi thêm mấy cây đây là quế tháng 8 nha cả nhà. Quế tháng 8 hàng giống nha. Quế trắng tháng 8 hàng giống, hàng cũng xếp rục nha. Đó, hai cây này thì về cả nhà mình rất là giống nhau, về cả nhà mình rất là dễ nhầm lẫn nha. Đó, đây là quế tháng 8 này. Đó, một cây này, hai cây này, ba cây này nhỏ xếp rục rồi cả nhà, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này và bảy cây. Bảy cây quế trắng tháng 8 hàng giống như thế này. Giờ đây tam màu sắc này hàng giống này nha, hai cái này là combo hai loại nha. Tìm để giống 150 bao ship nha. Hình số 3 nha, hai cái này em sẽ báo riêng cả nhà mình về là khỏi lẫn lộn nha, tại vì hai cái loại này nó rất giống nha. Cái nhà mình không phân biệt được thì nó có giống tam màu sắc này thì lá nó hơi sần sần hơn nha, lá nó ấy nó sần sần hơn, còn quế thì lá nó hơn bóng bóng hơn nha, trơn hơn nha cả nhà nha. Đó, cho hai cái này thì cả nhà mình dễ nhầm lẫn, em để hai cái này riêng ra thì hai chung thế này thì khó phân biệt được quế với tam màu sắc nha, nhưng mà em quen rồi em phân biệt được nha. Đây là quế này, lá nó hơi trơn hơn nha, tam màu sắc lá nó hơi sần hơn nha. Đó, rồi hình số 3 này, hai loại combo tam màu sắc giống như quế giống nha, được mấy cây quế giống đó, giá 150 bao ship nha. Hình số 3. Rồi qua số 4. Hình số 4 thì tam màu sắc hoa vàng, hàng là xếp nha, hay còn gọi là quế tháng 4 cả nha. Để giá 170 bao ship nha, một đống này nha, hàng là xếp rục rất đẹp nha. Một cây xếp này, hai cây nó xếp rồi này, ba cây này, đó, bốn cây này, đó, xếp lá ngắn nha cả nhà nha, lá ngắn lá dài, và năm cây này, cây này rất lớn nha cả nhà nha. Sáu cây này, đó, xếp rục hai ngọn này, một diện hai ngọn này, bảy cây này, đó, xếp bao nhiêu là quế cả nha, tám cây này, đó, xếp rục trịch bằng lá ngắn nha, lá dày nha. Đây cây này chín này, đây cây nó 10 này, đó, hàng xếp rục như thế này nha, lá dày này. Đây cây nó 11 này, đây cây nó 12 này, đó, xếp rục trịch nha. Đây cây mẹ con nó 13 này, đó, 13 cây như thế này, một đống hàng tam màu sắc lá xếp rục như thế này nha, hàng gọi là quế tháng 4 cả nha. Đó, giá 170 bao ship nha. Đó. Hình số 4 nha, 170 bao ship nha.
đó, một đống như thế này luôn nha, mùng 3 cây rất là đẹp luôn. Rồi quan số 5, số 5 kiều tím miền Trung nha cả nhà nha, 1 ký kiều lùng này, hàng lùng từ 20 phân đổ lại nha. Đó, đây 1 ký này, một đống như thế này là 1 ký, rất là nhiều về luôn nha. 1 ký như thế này kiều lùng nha, hàng giống nha, cho hàng giống 330 nha, 3 ship nha. Hình số 5 nha, hình số 6 cũng 1 ký kiều tím miền Trung này, hàng thì tầm từ 25 phân 30 phân đổ lại nha, cũng 1 ký nha. Đó thì một đống như thế này rất là nhiều về luôn, 1 ký nha, giá 320 nha, hình số 6 nha, 320 nha, 3 ship luôn nha. Rồi quan số 7, số 7 kiều tím miền Trung này, có hai về này, kiều thân rất đẹp nha, hai về này rất là đẹp luôn, rất là đẹp nha, hàng thân lùng này, tầm chiều cao tầm 30 phân đổ lại nha, hai về này nha, giá 160, 3 ship nha, hình số 7 nha. Hình số 8 này cũng hai về này, hai về kiều tím này, đây một về rất đẹp rồi nha này. À, bạn làm mít rất đẹp nha, à, lá hàng nữa là tươi xanh tươi nha, hai giờ này cả nhà mình vô chậu nha, giá 183 ship nha, hình số 8 nha, 183 ship. Rồi quan số 9, hình số 9 có hai cây trong rừng bắt trụ này cả nhà nè, đó hàng nói chung đây cây này thì nó bị lỗi cái lá ra nha, đây này, đó còn ở trên là rất là đẹp nha, hàng rất là đẹp nha, hàng dĩ thiên, rất là đẹp, cây rất là to nha, một cây này, đó rồi thêm đây một cây to nữa nè, đó cây này thì đó, có nụ dưới đây nó bị trống cái lá chân đây nha. Đó. Nhưng cây này còn rất đẹp đó nha, cây này thì không có bị lỗi lầm gì hết. Đó, có cây này thì nó bị hư lá thôi, hai cây này rất là to nha, đang cái nụ này. Đó hai cây này nó tầm 7 lạng đó nha. Thì hôm nay em cũng sẽ cho cả nhà giá 213 ship nha. Đó, hai cây này. Hai cây trâu này rất là đẹp luôn nha. Hàng rất là đẹp luôn. 213 ship hình chữ 9. Rồi quan số 10, số 10 có đóng với 128 này. Đó. Để giá 203 ship nha. Hình số 10 nha, đây là quế 128 nha. Nó rất là nhiều cây cả nha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này, mẹ con này. 7 này, cây rất là to nha. 8 này, đây có mẹ con này. 9 này. 10 này. Hai ngọn cái. Ở đây một về nữa, 11 này. Đó, 11 vòng. Quế trắng 8 như thế này, một đống như thế này, giá 230 ship luôn nha. Đó, một đống như thế này rất là nhiều luôn các nha. 230 ship. 110. Qua 11 cũng 230 ship nha. Cũng một đống nha, cũng quế trắng 8 nha các nhà nha. 1 cây, 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này, 7 cây này, 8 cây này, cái này mấy con này, 9 cây này, 10 cây này, 11 cây này, hàng rất là xanh bóng nha, 12 cây này, 13 cây này, cây rất là đẹp nha, 14 cây này, và 2 cây này nó 16 cây, 16 cây này một đống như thế này, hình số 11, giá 230 ship nha. Rồi, quan số 12. 12 cũng quá trắng 8 nha cả nhà nha. Đó, đây là dòng lá xếp nha. Cái dòng này lá hơi lướt nha cả nhà nha. Lá xếp giá 250 3 xếp này, hình số 12 này, hàng thi công giúp lúa này. Đó, một cây này. Đó, xếp như thế này hàng thi công nha. Hai cây này. Cây rất là to nha. Ba cây này. Hàng cái thế này giờ cả nhà mình ghép cái thế thác đổ xuống nha. Ba cây này. Bốn cây này. Đó, thấy xếp được vịt như thế này nha, thi công nha. 5 cây này. 6 cây này. Và 7 cây. 7 cây này 250 nha, hàng thế công rất đẹp nha. Về cả nhà mình ghép cái thế công như thế này luôn. Hàng ghép cái thế thác đổ xuống nha. 250 em bao ship hình số 12. Qua hình số 13, hình số 13 hình này cũng 250 em bao ship luôn nha. Tất cả những đơn hàng em đều bao ship nha. Một cây này, đó, thế công luôn nha. Đây một cây nữa là 2 này. Ở đây một cây nữa là 3 này, cây này xếp ruột rất đẹp luôn nha. Đó. Cây này rất là to, xếp ruột luôn, 3 cây này. Đây một về nữa, hai ngọn, một mẹ một con thế công này. Đó. Là 4 này. Đây một cây thế công nữa là 5 này. Đó. Đây một cây thế công nữa là 6 này. Ở đây một cây nữa là 7 này. Đây một cây nữa là 8 này. Đó. À. 8 cây như thế này, đóng như thế này. Giá 250 đến 3 ship này nha, hình số 13 nha. Quan số 14.
Hình số 14 hình này cũng 250 bao ship nha, cũng với trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Một cây này. Đó. Hai cây này hai ngọn này, đó, xếp rất đẹp nha cả nhà nha. Đó, một dề này hai ngọn này. Đó. Đây một cây nữa là 3 này. Đây một cây nữa là 4 này, cây nó là to nha. Đây một cây mẹ con nữa là 5 này. Đó. 5 cây và đây một cây to nữa là 6 này. 6 cây như thế này. Đó. Vô một chậu rất là to luôn. Chỉ có 250 3 ship luôn nha. Hình số 14 nha, vô một chậu đứng lên rất là to luôn nha. Rồi qua hình số 15. Hình số 15 hình này em để giá 230 3 ship nha, có 10 cây nha. Hàng xếp rục rất đẹp nha, 10 cây tí biến nhưng mà xếp rục. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này, đó. Quê trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này. Bảy cây này. Tám cây này. 9 cây này và 10 cây. 10 cây như thế này, đó, một đống như thế này lâu hàng xếp rục rất đẹp nha. Giá 230 ship nha, hình số 15 nha. Rồi qua hình số 17, 16 em không có ấy nha. Cái đơn này 16 thì có khách dặn đầu thì em để luôn, em bán qua số 17 luôn nha. 223 ship luôn nha. Đó, một cây này, đó, hàng xếp này, lá rất là xanh tươi như thế này nha cả nhà nha. Một cây này. Hai cây này. Đó. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. Đó. 6 cây này, đó, nó xếp như thế này nha. 7 cây này, đó, cây nhỏ xếp được một cây nha. Và 8 cây. Con cây này em bỏ vô luôn. 8 cây như thế này. Đó. Giá 223 ship luôn nha, hình số 17 nha, 8 cây. 223 ship. Hình số 18 thì hình này để giá 233 ship luôn nha. Những cây xếp trục cả nhà nha, từ nhỏ nhỏ xếp trục đẹp. Một cây này, đó, cây này khá là đẹp luôn nha, khá là tươi luôn, cây này khá là to. Hai cây này, đó, xếp trục như thế này nha. Ba cây này, đó, xếp trục cái bảng lá rất là ngắn nha. Bốn cây này, đó, cũng xếp trục này, đó, lá nó tím rịm cả nha. Bóng luôn nha, quế này quế dòng lá nhựa nha. Bốn cây này. Năm cây này. Đó. Sáu cây này, đó, nhỏ xếp trục cả nhà này. Và bảy cây. Cây này quế thằng trâu tiếp tục lá nhựa luôn cả nhà này, rất là dày luôn. Bảy cây này, giá 233 ship luôn nha, hình số 18 nha. Rồi qua hình số 19, hình số 19 thì hình này em để giá 250 3 ship luôn nha. Đó, cũng quế tháng 8 luôn nha cả nhà, nhà hàng xếp trục như xếp mít rục luôn cả nhà này. Một cây này, đó, xếp rục rịch luôn, lá tuy nhỏ mà đó, nó không nhỏ gì đâu, do chẳng qua là cây nó lớn lên theo thời gian nó bị rớt cái lá chân này cả nhà này. Thành thử là tuy cây nhỏ nhưng mà đã già năm rồi nè. Một cây này, hai cây này, đó, đi quế xong lá xếp rục luôn, quế lá nhựa này cả nhà này. Hai cây này, ba cây này, đó, cũng dòng lá xếp rục rịch đó nha. Bốn cây này, đó, quế rất là đẹp luôn, rất là tươi nha. Năm cây này, đó, lá rất dày cả nha, lá dày lá nhựa. Đây, sáu cây này, đó, dòng lá dày lá nhựa này, dạng như xích mít luôn cả nha. Đây cây nữa này, đó, nhìn hàng rất là tươi như thế này nha. Bảy cây này, xích rục rịch như thế này nha. Giá 250 3 ship, hình số 19 nha. Rồi hình số 20, hình số 20 thì này em để giá 300 3 ship này cả nha. Có 5 cây quế của nó là quá tuyệt vời luôn nha. 5 cây này thì quá đẹp luôn. Hình số 20 300 này. Một cây này, đó, xếp cổ rục như thế này nha, dòng lá nhựa nè. Đó, quế thằng trâu này cả nha, dòng lá dày lá nhựa một cây này, rất đẹp luôn nha. Hai cây này, đó, xếp. Đó, rất là dày luôn, xếp rục rịch luôn. Nên là rất đẹp luôn. Hai cây này. Đây một cây nữa là 3 này, cái này lá tím cả nhà này. Đó. Ba cây này. Đây một cây nữa là 4 này. Ừ, hàng lá xếp rục rịch như thế này rất đẹp luôn. Và đây một cây rất là to nữa, 25 này. Đó. 5 cây này thì quá đẹp luôn nha cả nhà nha. 5 cây xếp rục như thế này này. Đó là quá chất lượng luôn. 303 ship hình số 20. Rồi bắt đầu qua hình số 21 thì có quế giống cả nhà này, quế trắng tháng 8 hàng giống nha. Hàng giống này rất là đẹp luôn nha. Những cây bé bé xếp rục rất đẹp luôn cả nhà này. Xếp rục rịch luôn nha. Đó. Hàng giống này rất là đẹp luôn. Đó, 30 cây. 30 cây quế giống như thế này đó, xếp mít xếp mít xung luôn cả nhà. 30 cây này. Này, những cây xếp rất là đẹp luôn.
30 cây vẫn như mọi khi thôi, 273 ship nha, hình số 21 nha. Em có hai phần. Phần nào cũng 30 cây nha, đó, những cây này. Rất đẹp luôn nha, ship lục lịch luôn. Với giống này đẹp lắm. Đó. Những cây là ship. Là nhựa là bóng. Nó nhỏ cho nên này mà hàng giống hôm nay là ship rục rất là đẹp luôn. 30 cây này. Đó, ship rất đẹp luôn nha. 30 cây 273 ship nha, hình 21 nha, nói chung em có hai phần. Đó. Rồi thì hôm nay được bao nhiêu hình đó, cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip rồi ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.